Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Hoàng Vinh Radio. Mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Thổi Đèn, phần 109, quyển 7, chương 42, Hổ xa Sông Mảnh Động là địa danh nổi tiếng nhất ở Thương Tây. Hai chữ Mảnh Động có nghĩa là sơn động nơi người di cư ngụ. Nơi đây nổi tiếng có nhiều hang động có núi hang, cây có hốc, sườn có hẻm, còn có cả địa động to nhất, sâu nhất, không thể đo đạt được. Là nơi chôn dùi xương cốt bao đời tổ tiên của người Động Di là cấm địa trong mắt thủ dân. Núi đã khổng lồ hình dáng như chiếc bình cổ đặt nghiêng trên đất. Quyệt mộ tướng nguyên nằm trên đỉnh núi, không dựa vào sơn thủy mà dùng thuộc yểm để mà trấn áp long khí động tổ của người miêu. Bên dưới đỉnh núi tựa như là miệng bình chính là thung lũng phượng hoàng dưới lão hùng lĩnh nơi này cây cỏ um tùm rậm rạp, rạp che lấp mọi huyệt động trong lòng đất sau khi bình sơn đổ sập đỉnh núi ngàn vàng cân rơi xuống phần vỏ bên ngoài của động tổ chịu tác động lớn của ngoại lực tuy mới đầu không có hiện tượng sụp lún nhưng mà con dưỡng già bị đè dưới áo quan sống lâu sinh tinh lành nằm ép dưới đất cho nên cảm nhận được đại họa trời long đất lở sắp ập đến nơi vì thế mới dãy dụa kêu gào, điên cuồng lòng lộn. Đúng lúc ấy, thì dương trong quan cũng đột nhiên bật dậy, túm chặt lấy gã người miêu không buông. Gà gô còn chưa kịp ra tay cứu người, thì đã thấy trời lâm đất lở. Chỉ trong giây lát, mặt đất nứt toát ra như một cái mầm quỷ, cây cối đất đá trong dọc bán kính dài dặm và cái xác dưỡng trong quan tài đều sụp xuống lòng đất. Trong tiếng rầm rầm, khói bụi bốc lên mù mịt, lu mờ cả trăng sao. Gago tuy là bản lĩnh cao siêu nhưng không phải là ba đầu sáu tay. Biến đổi kinh thiên động địa này xảy ra quá bất ngờ, không hề có điểm báo trước. Anh ta trao đảo rồi cũng theo mặt đất dưới chân rơi vào cõi hư không sâu đến dài trượng. Gago biết giờ giữ mạng mình còn khó nói chi đến việc cứu mạng cả người miêu. Cho nên vội vàng đưa tay ra che trước trán tránh bụi làm mù hai mắt. Mặt đất tuy lún sâu trong động tổ bên dưới nhưng mà cũng có nhiều cột đá và cổ thụ. Lớp đất đá trên mặt đất sụp xuống đều bị trăm thứ bà rằng này cản lại cho nên không rơi thẳng xuống đáy. Gà gô ẩm lên được một mảng đất to chừng mặt bàn bát tiên. Rơi được nửa đường thì mảng đất cứng bị gốc cây đâm ngang cản lại, đánh ra một cái, lập tức dở tan. Anh ta liền nhân cơ hội tung người nhảy lên dùng bách tử giáp leo núi giấu trong áo đi đêm, móc vào một cây cổ thụ trong động, treo người lũng lẳng. Trong lúc hỗn loạn, gà gô chẳng còn tâm trí đâu quan sát xung quanh, không biết là động tổ người miêu rốt cuộc to sâu cỡ nào. Càng không biết tay người miêu và thi dương trong quách tử kim giờ đã lạc về đâu. Chỉ mong sao thoát khỏi hiểm cảnh trước mắt rồi sẽ tính. Lúc này, chợt có tiếng gió ào ào nổi lên, ầm gian như sóng giật một loạt đá dụng cành cây thì nhau rơi xuống đầu. Trong động, cát bay đá chạy, bụi mù mịt không sao thở nổi, gà gô lấy hơi nín thở, túm vào cái rễ cây cổ thụ xù xì đầy bùn đất trơn trượt, nhúng chân đu ra xa, tránh đất đá đang rơi thẳng xuống đầu. Trong bóng tối, cảm giác có một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại túm lấy cánh tay mình. Anh ta vội buông tay khỏi thân cây sắp gãy, mượn lực bám vào khoảng lồi lõm trên vách động. Định thần nhìn lại thì mới biết là Hồng Cô Nương cũng đã rơi xuống đây trong vụ sụp lúng. Đương nhiên, hoảng loạn cô ta túm được một cái thang rết móc vào rễ cây cho nên không bị rớt xuống động. Đang sợ đến tái mặt thì phát hiện ra gà gô sượt qua giữa không trung, vội vàng đưa tay giữ anh ta lại. Gà gô gặp nguy hiểm dồn dập, vẫn không mẻ mai sợ hãi. Thấy mặt đất, mỗi lúc một nước to, âm khí quẩn quanh bên dưới, đen hùng hút xem ra cái cơn đại chấn vẫn chưa kết thúc cần phải nắm lấy cơ hội này mau chóng thoát thân anh ta chủ động một tay nắm lấy cổ tay học của nương tay kia bám vào thang rớt trên chất động tung người leo lên chỉ hai ba bước đã trèo tới đỉnh thang lại giơ chân móc thang định đưa lên cao lúc này bụi đã lắng xuống ánh trăng trên cao chiếu vào một cổ tổ động chỉ thấy trong động có gần 100 khúc gỗ tròn làm thành cột trụ cho quyệt động rộng thênh thang. Trên mỗi thân cột lại có nhiều mộ thất giống như là hố dung. Mỗi mộ thất là một cái hang. Trong hang không có xác khô hay là quan quách, nhìn qua nhiều không đếm xuể. Vừa yên được một lát, lại thêm một trận đất rung núi chuyển nữa. Lần trước mặt đất sụp xuống, trong lòng địa tầng chỉ có vài tiếng động lớn. Nhưng mà lần này chấn động từ trên dội xuống như vũ bão, âm thanh ầm ầm không dứt ngay cả đến gà gô lòng gan dạ sắt cũng không khỏi rung lên cầm cập rụng rời tâm can không biết là tai họa từ đâu tới trong chốc lát mặt trăng bị che khuất trên đầu xuất hiện một khoảng tối âm u gà gô và hồng cô nương ngẩng đầu lên nhìn luôn mồm kêu khổ thì ra chỗ mặt đất sụp lún này nằm ngay gần mỏm đá vừa đổ xuống mỏm núi khổng lồ theo đà dốc của mặt đất đang chậm chậm lăn tới gần, sắp sửa rơi xuống động đất. Bên trong mỏm núi đá xanh ngàn vàng cân đó ẩn giấu mộ thất của người nguyên. Sau khi sập xuống, còn da còn lăn đã dở mất một phần ba. Minh khí quan quách và cái xác khô mặc giáp sắt tuẫn tán ở bên trong đều văng cả ra ngoài. Nhưng phần còn lại vẫn như một quả núi nhỏ nếu lăn xuống động tổ thì hai con người đang bám trên vách động này coi như là chết chắc núi đá nghiền qua khiến cho cây cối gãy răng rắc bóng đèn trên cửa động mỗi lúc một lớn một khi rơi xuống tránh sao được ngọc nát đá tan gago năm mười ba tuổi đã dấn thân vào con đường trộm mộ đến nay đã mười bốn năm đổ đấu ban sơn gặp không ít sóng to gió lớn lần nào cũng trùng trùng hiểm nguy anh ta ý vào bí thuật chân truyền của phái ban sơn lại thêm thân thủ phi phạm cho nên thường kiêu ngạo tình cảnh càng nguy hiểm thì lòng càng kiên định nhưng mà rơi vào hoàn cảnh này khác nào chim tước bị nhốt trong lòng có mọc thêm cánh cũng khó lòng bày thoát bất giác mồm miệng khô khóc tiếng thoái đều không xong đang khi lo lắng chợt nghe tiếng bánh xe sắt ken két trong tảng đá mồ thất ngay trên đỉnh đầu gago giật mình đánh thoát quái Ở đâu ra bánh xe sắt trong mổ thất thế Hồng cô nương cũng kinh ngạc nói Chẳng lẽ là thiết hoạt xa trong tuồng kịch Trong tuồng kịch có một dở gọi là thiết hoạt xa Kể về cuộc chiến hai quân kim tống ở Ngưu Đầu Sơn Trong này quân kim có thiết dịp hoạt xa Đúc từ trăm ngàn cân sắt Chỉ cần đẩy xuống từ dốc núi Sẽ mở đường máu Nghiền nát những gì gặp phải đại tướng dưới trướng nhạc phi là cao sùng thần dũng tuyệt luân liền một lúc tiêu diệt 11 cổ thiết hoặc xa cuối cùng kiệt sức bị cổ thiết quạt xa thứ 12 đè chết giữa trận tiền học cô nương trước đây ở trong nguyệt lương môn đã xem vở kịch này không biết bao nhiêu lần vừa nghe tiếng bánh xe sắt trong mộ thất liền nghĩ ngay đến chi tiết này gago nghe cô ta nhắc đến chi tiết này thì bừng tỉnh chưa kịp nghĩ gì đã thấy cái mỏm núi sức mẻ ở trên đầu bất ngờ nứt ra. Một cổ chiến xa cổ đại âm âm lao từ trong ra. Giáo nhọn chi chít nơi đầu xe lóe lên sắc lạnh dưới ánh trăng đêm. Thân xe có mấy cái đầu hổ sắt, miệng ngậm dòng sắt. Mỗi lần xe lắc lư lại rung lắc âm ỉ. Cả cổ xe toàn là mặt sắt, bên dưới có tám bánh. Chính là hổ xa, nổi danh thời Tống Nguyên. Thường lăn từ trên cao xuống để đâm thủng trận thế quân địch những mộ cổ sau thời tống thường có bộ đạo siêu dèo chật hẹp, trong dấu các loại khí giới cỡ lớn như phi hổ sa và phi long sa. Chỉ cần dân trộm mộ chạm vào móc xe, hổ sa sẽ lập tức lao ra nghiền nát kẻ trộm mộ thành một đống bầy nhầy ngay trong bộ đạo. Xem ra bên trong mộ tướng nguyên cũng có loại bẫy tương tự. Do trời long đất lở nên hổ sa ngàn cân chưa kịp xuất đầu lộ diện đã lăn xuống chân núi cùng với mộ thất mộ đạo mộ thất trong núi Bình Sơn tuy kiên cố nhưng bị ngoại lực tác động liên tục, lại thêm tường gạch đứt nẻ đã lâu, vừa khéo lúc này móc xe bị tuột, thiết hổ xa liền đâm thủng vách mộ, từ trên ầm ầm lao xuống, dội ngay xuống đầu hộp của nương và gà gô. Gà gô biết cái động này sâu không thấy đáy, hai người có nhảy xuống cũng không thể nhanh bằng cổ thiết xa ngàn cân. Không khéo, còn đang lơ lửng trên cao đã bị nghiền nát như tương rồi chỉ còn cách dành sự sống trong cái chết, bắt chước hành động của danh tướng cao sùng thời xưa, liều chết đỡ lấy nó. Nghĩ vậy, anh ta vội rời khỏi than rết, gầm lên một tiếng ngắm thật chuẩn. Đoạn dựng đứng than rết chọc thẳng vào cổ hổ sa đang ầm ầm lao tới. Nhưng khí thế xung kích của thiết hổ sa mạnh tựa sấm sét, Gago thừa biết không chỉ dựa vào một thanh than rết mà ngăn được nó cách anh ta dùng đòi hỏi sự chính xác không chết lấy một ly. Đầu dưới của thang tre tì vào một hốc lõm trên vách đá, đầu kia chọc chết lên, vừa dặn đâm trúng vào thành xe. Tiếng kim loại mài vào vách động sòng sọc, sọc, in tai. Sau mấy cú nảy lên hạ xuống trong địa quyệt, cổ thiết khẩu xa nghìn cân đã bị thang rết găm sang một bên. Chiếc thang tre uống như cây cung, một đầu căm vào vách đá, đầu kia mắc vào đám lửa giáo tua tủa trước đầu xe, kẹt cứng trên cây cột gỗ tròn đối diện đồng quyệt. Thằng rết phái xả lĩnh thực không hổ danh là một trong những khí cụ bậc nhất của nghề đổ đấu. vào thời khắc then chốt có thể đỡ được cả ngàn cân. Gago và ông cô nương vừa phải hứng chịu kình phong của cổ thiết xa, mặt mày cùng hai tay đau đớn ê ẩm, bám chặt vào vách động không cửa quậy mùi bùn đất tanh tưởi ẩm ướt sọc lên tận ốc. Thằng rết chặn được hổ xa lại giữa chừng không nhưng mà bị tảng đá bẻ cong, thân tre răng rắc gãy, cuối cùng rơi xuống theo cổ thiết xa. Phải một lúc lâu mới nghe tiếng đáp đất vọng lại, quyệt mộ động tổ người di này quả thật là sâu không thể tưởng. Gago gô và học cô nương đều thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ con sóng này chưa qua, con sóng sau đã tới rồi. Thiết khổ xa vừa sượt qua người mõm núi dạng chấp chới trên cửa động cũng lăn theo xuống hổ xa tuy nặng nhưng mà thể tích có hạn ở dưới động còn có chỗ xê dịch chứ mõm núi đá bình sơn kia đủ che trời đầy đất đừng nói là cao sùng sống lại ngay cả đại la kim tiên cũng chẳng đỡ được nó trên đường lăn xuống nó đã nghiền nát biết bao cây cối đất đá trong giây lát che khuất cả ánh trăng khiến cho hang động dưới lòng đất trở nên đen kịch. Trong tích tắc, trước khi ánh sáng bị che mất, Gago đã nhìn thấy trên vách động một chỗ lõm sâu vừa đủ để ẩn mình. Anh ta nghe tiếng, đoán được tình hình, không buồn nhìn lại, lập tức kéo hồng cô nương, nép người tránh vào hốc đất. Vừa đúng lúc, tảng đá khổng lồ lăn sát qua chỗ hai người náo mình, rơi xuống đáy quyệt. Cả hai ép chặt người trong hốc vách, nghe tiếng ầm ầm tưởng như là sắp thủng màng nhĩ da thịt trên người cũng xước xác mấy chỗ, máu chảy không thôi. Mãi mới được tảng đá rơi qua, sống yên biển lặng. Bây giờ mới thấy hú hồn, may mà trong động tổ người miêu có cái hốc này, nếu không hai người dù có mình đồng da sắt cũng phải nát như cám. Gà gô cúi đầu nhìn xuống, thấy mỏm núi đã kẹt sâu dưới huyệt động. Một đạo mộ thất bên trong đều lộ cả ra. Trong mộ thất cũng xây cung điện, nhưng mà quy mô nhỏ hơn đơn cung rất nhiều cũng kiến trúc cổ xưa, mái ngói kép, cột gỗ sơn son, nhưng mà gạch ngói ngổn ngang, xa cột siêu dẻo, không thứ nào còn nguyên vẹn. Mồ thất trong mẫm đá, chưa rơi xuống đáy động, từ trên vách động dường như vẫn còn có thể nghe tiếng con dượng già dạ kêu gào thảm thiết ở bên dưới. Gà gô kéo hồng cô nương tụt xuống mỏm đá, tự băng bó qua loa vết thương ở trên người. Đoạn ngẩng đầu nhìn lên, dựa vào thân thủ của họ, treo lên trên dễ như trở bàn tay nhưng mà gà gô muốn một mình đi qua mộ thất người nguyên rồi nhân tiện vào động tổ miêu cổ kiểm tra một lượt xem sao con dượng già chưa chết không chừng tay người miêu kia có thể vẫn còn sống mạng của hắn tuy chẳng đáng một xu nhưng mà dù sao hắn cũng đã đi theo bọn họ suốt chuyến hành trình trước khi vào núi đã cùng lập lời thề không thể để hắn dưới đó phủi tay ngoảnh mặt cho được bên trong động tổ miêu cổ đều là hài cốt của bao đời thủ lĩnh quý tộc người di âm khí nặng nề ẩn dấu nguy hiểm gì còn chưa rõ gà gô nghĩ bụng để hồng cô nương thân đàn bà con gái cùng xuống dưới đó nhỡ mai không bảo vệ được sa hại đến tính mạng cô ta nhưng mà hồng cô nương là người mạnh mẽ lời này không thể nói thẳng đành bảo cô ta mau quay về để tìm lão trần bảo lão nghĩ cách cử vài người tới tiếp ứng Hồng cô nương biết gà gô muốn đơn phương hành sự vội nói Có phải anh chê tôi làm dướng tay dướng chân anh không? Trước khi đi Trần Thủ Lĩnh đã dặn nếu gặp nguy hiểm có thể phóng tiễn làm hiệu. Giờ trong rừng đất rung núi chuyển vừa có tiếng súng lại vừa có tiếng quỷ khóc thần sầu của lũ dượng. Các anh em bên đó thế nào mà chẳng nghe tiếng chứ? Vậy mà đến bây giờ vẫn không thấy có người tiếp ứng. Sợ rằng tình hình bên đó cũng chẳng khá hơn đâu. Tôi quay về thì được cái gì chứ? Gà gồ không muốn chọc giận cô ta liền nói. Tôi có nói vậy đâu. Có cao thủ nguyệt lương môn giúp sức tôi mong còn không được nữa là. Có điều đi cũng đã lâu đến lúc báo tin cho trận thủ lĩnh rồi. Hồng cô nương không đợi anh ta nói hết câu đã cướp lời. Nếu đã coi trọng tôi như vậy thì để tôi đi cùng anh. Người miêu kia sống hay là chết còn chưa biết. Còn không mau cứu hắn chỉ e hắn bị thi dương ăn hết não tủy cũng nên nhà hắn còn mẹ già con nhỏ nếu bỏ mạng ở đây thì chính là do thường thắng sơn hại chết người thường thắng sơn chúng tôi tuy là làm mấy cái trò giết người phóng quả nhưng mà trọng nghĩa khí lắm lẽ nào lại sợ khó ngại khổ chứ thấy chết mà không cứu à có thể thủ pháp nguyệt lương môn của tôi không cao bằng thần thông của anh nhưng mà so về nghĩa khí cũng không thua gì ban sơn các anh cả gago vốn không phải hạng nhiều lời thấy mình chưa có nói mấy câu mà học cô nương đã tuôn ra một tràng thì vội nín tịch không nhắc nhởm gì nữa cô ta đã có gan như vậy thì cứ để cùng đi luôn theo gà gô lập tức sắp xếp lại hành trang hai khẩu súng bắn nhanh đều đã mất nhưng mà anh ta hành tẩu giữa chốn giang hồ rầm rộp đau thương nên trên người thiếu gì lợi khí liền hạ cái sọt vốn đựng gà nổ tình xuống trong sọt toàn là súng đạn đã tháo rời ra Gà gô thuần thục lắp thành một khẩu súng kiểu Anh. Mấy loại súng này đều được mua trực tiếp trên thuyền buôn lậu của thương nhân phương Tây, là vũ khí lợi hại nhất lúc bấy giờ. Anh ta dắt thêm hai ba hộp đạn bên hông, sau đó cùng với học cô nương buộc đèn bảo trước ngực. Dẫm trên mõm đá núi đang mắc ở trong động quyệt, lần mò tới cửa mộ đạo. Một trước một sau nhảy vào mộ thất lộn ngược. Chương 43 Càng khôn lộn ngược Gà gô cảm thấy gạch đá dưới chỗ đặt chân lỏng lẻo, bốn bức tường đều rung lên khe khẽ. Biết mỏm núi này lơ lửng giữa địa động, bên dưới không có gì nâng đỡ. Nếu cây cối đất đá xung quanh không chịu được sức nặng, nó sẽ còn tiếp tục rơi xuống. Lúc này xuyên qua mộ thất để tiến vào động tổ người di khác nào như ngàn lưỡi kiếm sắt treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống. Gà gô đưa tay đỡ lấy hồng cô nương đang theo sát phía sau thi thào dặn. Mẫm đá này lơ lửng giữa không trung, một cơn gió thổi qua cũng có thể rơi xuống, động tay động chân trong mộ phải cẩn thận một chút đấy. Hồng cô nương gật đầu, hai người nín thở nhón chân, thận trọng trèo lên bức tường mộ đạo quan tàn đổ nát, y như đang đi trên băng mỏng. Trong cả quá trình mò mẫm xuống dưới, hai người không dám dùng tí sức nào, vậy mà gạch đá cũng rơi rào rào. Lúc này, Gago đã đặt chân lên điện môn trong đỉnh núi, cảm thấy cảnh tượng nơi này hết sức kỳ quái. Mọi thứ đều siêu vẹo lộn ngược, mặt đất và mái nhà trước kia giờ đã cái trước cái sau lưng rồi. Giống như là thiên địa càng khôn đảo lộn, trọng tâm cơ thể cũng vì cảm giác sai lệch này mà chao đảo. Anh ta dội ôm lấy tấm bi đá chắn ngang trước cửa điện, trấn tĩnh định thần dần thích nghi với khung cảnh quái dị này trên tấm bia lồi lõm những nẻ chữ gà gô và học cô nương soi đèn nhìn qua thấy câu từ trên bia sâu xa khó hiểu hình như nội dung đều là những lời khấn giái thiên địa để cầu tiên dược của hoàng đế thời xưa chắc hẳn ngôi đại điện dùng làm mẫu thất này trước đây từng là mật điện cất giữ kim đơn đã luyện thành nhưng mà xem ra kim đơn trước sau vẫn chưa luyện thành bởi chưa thấy hoàng đế nào nhờ uống đơn dược mà sống qua trăm tuổi cả. Gà gô nghĩ bụng, con dưỡng già không chết, chứng tỏ là trong mộ quyệt động tổ không có khí độc, xuống đó chắc không có việc gì. Anh ta và học cô nương nóng lòng muốn cứu người, liền bất chấp nguy hiểm, mặc cho điện cát có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Hai người mau chóng bám vào cột xà, treo xuống dưới qua lỗ thông ở trên máy điện. Mẫu thất chia làm hai phần trước sau, tiền điện hơi nhỏ, hậu điện lại rất rộng rãi. Tường vách đã nứt vỡ, cổ quách tử kim chính là văng ra từ chỗ này. Mình khí bồi tán trong điện đa phần đều đã nát dụng, ngói ngọc gạch đá lẫn lộn vào nhau. Chỉ còn hai đầu hồi tương đối nguyên vẹn, bên trên tô vẽ sặc sỡ những bức tranh tường. Trong ánh sáng vàng giọt của cây đèn bảo, các nhân vật trong tranh nôm sinh động như còn sống toàn là binh sĩ, quân trang chỉnh tề, đầu đội mũ giáp. Gà gô và học cô nương không hề để tâm đến bích họa trong mộ của ông tướng kia, lúc sanh tiền, diễu võ dương quay ra sao, rốt cuộc cũng nào tránh được cái chết. Dân đổ đấu ai thèm để ý đến sự tích khi sinh thời của cổ thay. Gà gô soi đèn pin qua một lượt, bỗng thấy trên bức tranh có một viên trân châu chống hệt như mắt người, trong tích tắc ấy, khí huyết trong người của anh ta trào ngược cả lên. Đạo nhân Ban Sơn đào mồ quật mã, thực ra chỉ để kiếm tìm một viên trân châu. Lai lịch viên Minh Châu này quá thật là phi phạm. Không biết là nội đơn được kết tinh từ sinh linh thượng cổ hay là do trời đất sinh ra. Hình dáng màu sắc không khác gì mắt người. Nghe nói nó được giấu trong mồm cổ thay ở một ngôi mộ cổ nào đó gọi là Mộc Trần Châu hay là phượng hoàng đảm. Ngàn năm qua, để qua lời nguyện khó giải, ban sơn đạo nhân hết đời này sang đời khác, đào mồ trộm mã, không biết đã mất bao mạng người. Vậy mà ngay cả cái bóng của Diên Minh Châu cũng chưa từng thấy. Người đã chẳng còn ai, trong vòng trăm năm nữa là tuyệt đường hương quả. Gà Gô đã có lời thề, dù cho thịt nát xương tan cũng phải tìm bằng được bảo vật này. Không ngờ nay lại tìm thấy nó trong ngôi mộ cổ lộn ngược bảo anh ta không hồn siêu phách lạc sao được. Gà gô muốn nhìn cho rõ hơn, bèn móc chân vào cây cột bằng lông để mà giữ thăng bằng. Anh ta treo người ngang hàng cột, dơ đèn bảo lên soi. Thì ra tấm bích họa cũ kỹ trong điện ghi lại sự tích cổ thay nằm trong cổ quách tử kim. Tên họ của người này không sao đọc được, chỉ có thể suy đoán là người Tây Dực, đã lập nhiều chiến công. Sau khi Mông Cổ diệt Tây Hạ nghe nói trong cung vua tây hạ giấu rất nhiều báu vật liền phụng mệnh đi đào lăng mộ tây hạ Dương để mà tìm mọc trần châu đã đào biết bao lăng tẩm cuối cùng vẫn không thấy về sau lại nghe tin phượng hoàng đảm được giấu trong thông thiên đại phật tự ở hắc thủy thành tây hạ nhưng mà di tích hắc thủy thành đã bị cát dùi mất hút giữa biển cát mênh mông từ lâu không còn manh mối gì về ngôi đại tự gần thành ấy nữa sau đó Ông ta dẫn đại quan Nam Chinh dẹp loạn Đồng Di, việc này cũng không có gì đáng nói. Bích họa trên tường, phía sau đã bong tróc nhàm nhở, không còn nhìn ra nổi. Gà gô căng mắt, nhìn muốn ứa máu, chỉ hận không mọc được cánh để mà bay đến hắc thủy thành, đào bới ngôi miếu cổ dùi trong sa mạc. Chắc chắn, thần Gia Lama toàn trí toàn năng duy nhất ban sơn đạo nhân mà họ thờ phụng đã hiển linh, nên manh mối đứt đoạn cả ngàn năm nay cuối cùng đã xuất hiện ngay trước mắt của anh ta. Đáng tiếc cho sư đệ sư muội trước khi chết không biết tin này. Bản thân của anh ta theo thủ lĩnh xã lĩnh vào bình sơn trộm mộ, vào sinh ra tử không biết bao lần, làm toàn những việc đầu gươm mũi súng, suýt chút nữa dùi thay ở đây. Nhưng nay tìm được manh mối này trong lòng mộ cổ, thật là không uổng công mạo hiểm rồi. Gago cảm xúc dạt dào, lúc vui lúc mừng quan hỷ, khi mà thương cảm đau buồn hoàn toàn quên mất đang đứng ở đâu chỉ lo không biết câu chuyện hắc thủy thành ở tây hạ là thật hay giả hồng cụ nương đang định chui qua mộ thất xuống đáy động lại thấy gà gô cứ như là mất hồn người lơ lửng trên cao mắt chòng chọc nhìn vào vách đá thì không khỏi hoảng hốt dội vàng níu tay anh ta lắc lắc gà gô bị cô ta đẩy nhẹ mới sực tỉnh tuy là trong lòng như sóng cuộn trào dân khó lòng lắng lại nhưng mà chủ ý đã quyết trước mắt phải làm cho xong phi vụ trộm mộ bình sơn hoàn thành minh ước với đám trộm xã lĩnh sau đó anh ta sẽ đơn thương độc mã tới sa mạc một chuyến không đào được thông thiên đại phật tự giới hắc thủy thành quyết không cam tâm Gago sợ học cô nương biết được chân tướng nhất định sẽ không quản an nguy đòi theo tới hát thủy thành anh ta quen ngang dọc một mình, trên đời hỏi có mấy người thân thủ nhanh nhẹn, gan dạ, sáng suốt được bằng. Người khác có lòng tương trợ cũng chỉ thêm phiền toái mà thôi. Nghĩ vậy, gà gô bèn giấu biệt hồng cụ nương không mãi mai nhắc đến chuyện này. Chỉ bảo, lúc trước tôi thoát chết trong diễn đơn là do nuốt được nội đơn của con rết sáu cánh. Vừa rồi bỗng thấy đau đầu chóng mặt, cứ tưởng dược lực chưa tan, giờ thì đã khỏi rồi. Người miêu kia không biết sống chết thế nào Cô với tôi mau đi tìm hắn Hồng cụ nương nói Chính thế tôi thấy tay người miêu Tuy là nhát gan Nhưng mà cũng lanh lợi tinh quái Không giống người đoản mệnh chết bắt đắc kỳ tử Lúc này đi mai ra còn cứu được Vừa nói vừa bước lên trước Chui qua lỗ hỏng Trên bức tường phía sau mộ thất Nhẹ nhàng trèo xuống đáy động Gà gô thấy hồng cô nương tính tình hấp tấp Sợ có gì sơ suốt bèn vội vã đuổi theo dưới bức tường gần đáy động nhất ngổn ngang chằng chịt toàn là rễ cây gỗ cũ chất đóng vô số những cây gỗ hiếm gặp ngay cả trong rừng nguyên sinh ngang có dọc có có vô số những hốc tự nhiên đường kính to bằng cái vỏ rau sâu tới dài thước trong con mắt kẻ loại đời trộm mộ như gà gô động tổ người di này quả thật là mộ tráp vuông một mộ nhiều xác chỉ có một mộ động mà không quan không quách, các thi thể được ngăn cách với nhau. Mộ động tầng tầng lớp lớp giống như các ngăn tủ thuốc của đồng y. Người di cổ thường sống trong hang động nên gọi là động dân. Gà gô và hồng cô nương vào đến trong động, dơ đèn sách súng soi bốn xung quanh. Thấy khắp nơi toàn là mộ động, trông như là những hố dung, hai cốt ở bên trong vẫn còn, lại thêm mạng nhện dăng đầy, mùi hôi thối nồng nặc làm cho người ta muốn ói. Cành cây đất đá rơi xuống chất cao như núi, không nhìn thấy cổ quách tử kim và tay người miêu rơi xuống chỗ nào. Tiếng kêu thảm thiết của con dưỡng long bạc cũng đã im bặt rồi. Đang định cất tiếng gọi, bỗng nghe thấy trong góc huyệt động có tiếng người thì thào rên rỉ, nghe rất yếu ớt. Gà gô sách đèn lên soi, thấy có bóng người thấp thoáng, nhưng dáng dấp và giọng nói xem ra không phải người miêu hồng cụ nương lúc này cũng phải rụt cổ khiếp sợ nắm chặt ba cây phi đao trong tay đánh bạo hỏi ai đấy bóng người lom khom dựa sát tường toàn thân rung lên lẩy bẩy nhưng mà nhất quyết không chịu trả lời gà gô can đảm hơn người không tin vào ma quỷ sách súng bước lên vài bước soi đèn pin nhìn vào bất giác lạnh toát cả người chỉ thấy đó là một lão già gầy gò đang ngồi xổm trước một giải mộ động thấy gà gô và hồng cô nương tiến lại gần lão không giấu được vẻ kinh ngạc lão già này tóc tai bạc trắng hai má tóp lại cặp mắt gian xảo đảo như lạc rang thần thái giống như là khỉ dượng hơn giống người Chương 44 Hút hồn Thấy lão già ngồi sớm trong mộ cổ đám mây đen trong đầu gà gô và hồng cô nương được dán lên. Trước đây có một con dượng già trong rừng bị cổ quách tử kim trên trời rơi xuống địa quyệt cùng với cổ quách tử kim. Địa quyệt này vốn là khu mộ tán chôn cất hài cốt người động di. Bên trong làm gì có lão già nào? Trong hai má lão tèo tóp, mặt mày nhăn nhúm, tóc trên đầu bạc trắng thế kia. Hẳn đã như ngọn đèn trước gió, đích thị là con dượng già rồi. Hồng cô nương kêu lên kinh ngạc. Không hay rồi, người này là do yêu tinh dưỡng biến thành đấy. Cô ta là dân trộm cướp giết người như ngoé trong thường thắng sơn, cho nên tay chân hoạt bát, ra tay nhanh như chảo chớp, không chút niệm tình. Dũng định ra tay trước chiếm thế thượng phong, cho nên chưa nói dứt lời, ba lưỡi đao kẹp sẵn ở trong tay bay vụt ra. Lưỡi dao dù dù xé gió, nhằm thẳng vào lão già cổ quái kia. Gago nắm bắt tình hình còn nhanh hơn. Đương khi ngạc nhiên đã thấy hồng cô nương ra tay hạ thủ, dội vàng tung chân đá văng lưỡi phi đao đang trên đường bay, hạ giọng quát. Khoan hãy động thủ, người kia không phải là dưỡng tinh dưỡng tiết gì cả, cô nhìn quần áo hắn mà xem. Hồng cô nương nghe vậy, dội lại gần mấy bước, xoay đèn nhìn kỹ, quả là kỳ quái, bất giác, ồ lên một tiếng, ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ lại là tay người miếu? Thì ra lão già ngồi xổm trong góc kia tuy là dung mạo tiều tụy, da dẻ nhăn nheo khô đét, râu và lông mài đều bạc trắng như tuyết. Nhìn có vẻ đã thọ tới trăm tuổi, e rằng chỉ cần thổi cho một cái cũng sẽ tắt thở tại chỗ như cái đèn cạn dầu thôi. Nhưng eo lưng của lão lại thắt một cái dây qua, trên người mặc quần áo dải, trang phục nửa miêu nửa hán, lộ rõ vẻ thấp hèn, không phải lối ăn mặc của người có tuổi cứ nhìn bộ quần áo trên người lão thì biết đích thị là tay người miêu dẫn đường nghiện ngập đã đồng hành cùng bọn trộm mộ từ khi vào lão hùng lĩnh bộ quần áo gã người miêu mặc đương nhiên gà gô và hồng cô nương quen đến mức không thể quen hơn nhưng gã ta nhiều nhất cũng chỉ trên dưới 30 tuổi tuy là hút nhiều thuốc viện nên già trước tuổi song không thể nào chỉ trong chốc lát mà già đi tới bảy tám tuổi được Người miêu toàn thân rung lên cầm cập, dãy dụa như muốn nói cái gì. Tiếc rằng cơ thể già yếu đến mức sức cùng lực kiệt rồi, nửa tiếng cũng không thốt ra được khỏi mồm. Hai cái má teo tóp khó khăn lắm mới há ra được một tí, chỉ thấy hàm trên đã rụng sạch. Vừa mở miệng chưa kịp nói gì đã nhổ ra mấy cái răng lão quá. Gà gô và hồng cô nương vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, không biết là trong địa quyệt mộ trường này rốt cuộc là có quyền cơ gì cho nên không dám lơ là bèn thận trọng tiến lên trước nửa bước đến cách người miêu hai ba thước thì dừng lại hỏi anh miêu phải không sao anh lại thành ra thế này chứ vừa hỏi vừa đảo mắt sang hai bên đề cao cảnh giác người miêu già nua ốm yếu thấy có người đến đỡ ngỡ mình được cứu thì kích động quá đà tim gan phèo phổi đã lão quá dường như không chống đỡ nổi nữa cứ thở dốc như lên cơn hen suyễn sau mấy tiếng ho khan bộ tóc bạc trên đầu của gã cũng rụng xuống lả tả nếp nhăn trên mặt mỗi lúc một nhiều không còn nhìn ra diện mạo khi xưa nữa tựa hồ già thêm mấy chục tuổi cơ thể chỉ còn là một cái túi da mục nát hồng cô nương thương xót người miêu bỗng dưng gặp nạn vội đưa tay định đỡ lấy gã nhưng mà gà gô đứng bên cạnh vô cùng cảnh giác cặp mắt sắc lạnh như mắt già dạ ưng đảo bốn phía chỉ thấy cổng quách tử kim trống rỗng ngã nghiêng bên cạnh cương thi và con dượng già dạ bên trong không biết biến đâu lại thấy tư thế dựa vào tường của tay người miêu vô cùng kỳ quái sau lưng như đang giấu vật gì nhưng mà địa hình trong nguyệt mộ phức tạp cho nên ánh sáng cây đèn bảo không soi tới được góc tối sau lưng người miêu anh ta sợ trong bóng tối có điều gì cổ quái vội bảo hồng cổ nương Đừng, đừng có động vào hắn. Nhưng lời cảnh báo này đã quá muộn. Phía sau lưng gã người miêu bất ngờ hiện ra một cặp mắt sáng lòe như đơm đớm. Dưới nách gã thò ra một bộ móng vuốt nhanh như điện xẹt, túm lấy cổ tay hồng cô nương. Hồng cô nương thất sắc kêu lên kinh hãi Thi dương tương tay. Dội buông gã người miêu ra, rụt tay lại tránh. Cô ta đã làm thủ phỉ giết người cướp của mấy năm, tuy sợ hãi nhưng mà không hề hoảng loạn cũng coi như tránh né kịp thời thoát được bàn tay quái vị trong tích tắc không ngờ cổ tay tuy chưa bị cương thi đằng sau gã người miêu tóm được nhưng mà cái cổ thay đó lại phóng ra ma lực đẩy người miêu nhào vào cô ta sự việc xảy ra quá nhanh lần này hồng cô nương không thể tránh khỏi nữa lúc này gà gô cũng đã nhìn rõ mồn một thì ra thi thể tướng quân nhà nguyên đang áp sát sau lưng tay người miêu như hút được sinh khí người sống. Mặt cương thi hồng hào rực rỡ lên mấy phần, khác hẳn với sắc mặt người chết mới đầu bọn họ nhìn thấy ở trong rừng. Có thể người miêu kia già đi trong chốc lát chính là do bị cương thi hút hết dương tủy. Thấy cương thi sắp vô được hồng của nương, gà gô nhất định nổ súng nhưng lại sợ quyệt chật hẹp, đạn bay ra có thể làm bị thương phe mình. Đành nghiến răng dứt khẩu súng đi, tay không xông vào cứu người. Gà gô có thói công xuất chúng, giỏi nhất tuyệt chiêu, khôi tinh thích đẩu, chuyên đối phó với cương thi của ban sơn đạo nhân. Trước đây đã từng bẻ gãy không ít xương sống cổ thay. Nhưng mà cổ thay tướng nguyên này dường như không giống các cổ thay bình thường, thi biến rất kỳ lạ. Cương thi thông thường khi bị quỷ nhập tràn, chỉ cắn vô được một người hoặc một tấm dáng là sẽ dừng lại ngay. Lúc ấy dù có dao đâm lửa đốt cũng nhất quyết không buông chứ chưa từng nghe cương thi hút dương tủy người sống mà người đó vẫn không chết chỉ già đi nhanh chóng nhưng mà lúc này cứu người là việc cần kiếp anh ta không đủ thời gian cân nhắc lắc mình một cái như một làn khói đen lao đi không để cương thi kịp tiếp cận hồng cô nương đã từ bên hông lao vào cương thi khiến cho nó bổ nhào lăn tròn trên đất cùng với gã người miêu đã già nua kiệt quệ gà gô bán lĩnh đầy mình năm xưa từng học qua đoàn vật của hảo hán Lương Sơn Yến Thanh lưu truyền trong nhân gian. Nếu luận về đánh giáp lá cà thì trong giới lục lâm hiện không ai bằng. Thế đánh thóc này của anh ta như mảnh hổ dồ dê, mạnh mẽ vô cùng. Lăn trên đất một vòng đã khóa được cánh tay cương thi giải thoát người miêu. Người miêu như làn khói lăn tích ra xa, thở hổn hển không ra hơi. Rốt cuộc cũng giành lại được cái mạng sống. Gà gô thấy người miêu và hồng cụ nương đều đã thoát thân, trong lòng không còn dướng bận. Liền một tay túm chặt cánh tay tương thi, tay kia nắm lấy đai vàng gầm lên trong cổ họng. Hai vai dùng lực định dựng ngược cương thi lên. Sau đó dùng khôi tinh thích đẩu bẻ gãy xương sống nó. Ai ngờ cái xác tướng nguyên cao to lực lưỡng lại đổ kềnh ra đất không thèm nhúc nhích. Gà gô lây quay mướt mồ hôi tráng mà chỉ như chuồn chuồn lay cột không tài nào khiến nó động đậy cương thi ngoài mặc áo liềm tím trong khoác liên hoàn giáp cả người đột nhiên đổ xuống khiến cho áo giáp kêu loãng xoảng nó dùng tay đã bị gà gô khóa chặt quay đầu há mồm thổi một luồng âm khí đen đặt vào gà gô gà gô biết sự chẳng lành cương thi đời nguyên quả nhiên không tầm thường thủ thuật ban sơn cũng chẳng chế ngự nó được thấy cương thi phả ra một làn khí đen anh ta đâu dám không tránh định rụt người lùi lại nào ngờ cương thi bất ngờ lật tay túm lấy cái bả vai anh ta móng tay của nó cứng như móc sắt may mà bên trong áo đi đêm gà gô còn mặc cả phân sơn quật tử giáp nếu như không có lớp giáp này bảo vệ bị những móng tay chứa đầy thi độc của cương thi móc vào da thịt thì anh ta có dùng dãy đến đâu cũng đừng hòng thoát được gà gô bị cương thi túm chặt bả vai mắt thấy luồng âm khí từ mồm cương thi đã ập tới mặt dội dùng chiêu bá dương cởi giáp dung mạnh bả vai đang bị cương thi giữ chặt dùng sức vào eo xoay người chồm lên tưởng vậy là thoát chỉ cần di chuyển ra sau cương thi thì dù là thi dương hay là thi quỷ gì cũng nhất định sụm xương sống nào ngờ anh ta vừa xoay người nhảy lên cái cổ thay đời nguyên đang nằm dưới đất cũng bật dậy theo như bóng với hình bám sát sau lưng gà gô kéo anh ra lại chỗ cũ. Gago bị cương thi túm chặt từ phía sau, có bản lĩnh tài trời cũng không làm gì được. Cảm thấy trong cơ thể cương thi có một sức hút cực lớn, lòng lập tức hiểu ra ngay, cương thi này hoàn toàn không phải thi biến thành tinh, mà lúc sinh tiền gặp duyên kỳ ngộ luyện được chân đơn trong bụng. Sau khi chết đi, duyên nội đơn đó vẫn nằm dưới đan điện. Bột vàng lúc trước thấy đầy trong mờ mũi cương thi có lẽ đều là dược phấn trấn thi dùng để bích cửu khiếu. Thời xưa rất chuộng đơn hoàng, không chỉ nấu luyện ngoại đơn mà còn luyện khí chuyên tu nội đơn. Nhưng mà thọ mạng con người có hạn, nếu không phải ăn được thủ ô, linh chi vạn năm thì không thể nào luyện thành chân đơn. Do ăn các loại linh dược khác nhau nên nội đơn cũng phân thành âm dương hai loại. Dương là ô kim đơn, còn âm là hấp hồn đơn. Sau khi đơn chủ chết đi nội đơn ở trong môi trường đặc biệt vẫn tươi mới như còn sống. Sau khi phần đỉnh Bình Sơn sập xuống, có con bò cạp cái muốn tìm chỗ tối tăm u ám để sinh nở, bèn bò vào cổ quách tử kim. Kết quả lại bị bầy dưỡng quang trong núi quấy rậy. Nó cứ bò ra bò vào, làm cho bột vàng trong mồm cương thi rơi rụng hết. Nội đơn bên trong đang điện, và người sống như nam châm hút nhau. Âm đơn thông qua thi khẩu cứ thấy sinh khí là hút vào liền. Nội đơn trong cương thi có thể hút hết hồn phách người sống, một người miêu trai tráng mạnh khỏe chỉ trước cương thi trong vài lát đã mất hết sinh khí, biến thành một ông lão già nua rụng răng trụi tóc. Gago là ban sơn đạo nhân, tuy không biết về bùa bắt quỷ, nhưng cũng đã đọc nhiều sách vở đạo gia, cho nên biết trong những thứ bàn môn tà đạo trên đời có loại âm đơn hút hồn này. Giờ đây sau lưng gà gô là luồng âm khí lạnh như băng từ mồm cương thi phả ra. Còn cách tới nửa thước đã cảm thấy lông mau trên người chưa bị phủ một lớp xương băng. Khổ nổi là anh ta vẫn đang bị nó ghiềm chặt, không thể thoát thân. Chỉ còn cách dơ cụ chỏ thọc vào cạm cương thi. Tai nghe rất rõ xương cốt trong người cương thi kêu lên răng rắc. Sức mạnh càng ngày càng lớn khiến gà gô xây sẫm mặt mày khí huyết trào ngược trong lồng ngực cánh tay đau đớn tê dại, thực không biết còn cầm cự được mấy hồi nữa. Bên cạnh, Hồng Cô Nương suýt bị cương thi vồ phải, may được gà gô cứu thoát. Cô ta bèn lật người chồm dậy, định xông vào giúp sức. Nhưng mà vừa mới nhấc chân đã đạp phải một đống gì nhung nhũng. Cứ tưởng là mình giảm phải xác chết trong mộ, dội dịch chân đi. Bỗng nghe trong bóng tối, có tiếng kêu quái dị. Rồi một khuôn mặt lông lá đột ngột ngó ra, nhe nanh trợn mắt, xông vào cô ta dẻ hung ác dữ tợn. Thì ra là con dượng già bị cổ quách tử kim đè lên, sao lại theo đà đất sụp rơi vào quyệt, chân nó đã bị gãy, lại gãy thêm hai dẻ xương sườn, kêu gào thảm thiết gọi bày tới để mà cứu, nhưng mà chúng đã cao chạy xa bay, chỉ thấy ba kẻ trợ mộ lù lù chui vào mộ quyệt. Con dượng già vô cùng gian xảo, sợ người mới đến hại tới mình, bèn co ro trong bóng tối, nín thở, bất động, không ngờ hồng cô nương trong lúc hoảng hốt đã dẫm trúng cái chân gãy của nó con dưỡng già đau đớn quá quá điên không nhìn được nữa liền nhe nanh dơ vuốt hù dọa hồng cô nương còn dớ lấy hòn đá tới tấp phàn xuống hồng cô nương đang kinh hoàng lại bị con dưỡng già thình lình xuất hiện dọa cho một trận bất giác nhíu mày khẽ nghiêng đầu tránh đòn đá bay tới dãy tay một cái lập tức phóng ra một cây phi đao cô ta còn chút nương tình nên cây phi đao chỉ sượt qua đỉnh đầu con dượng, cắm thẳng vào cây cột gỗ sau lưng nó, sâu đến hơn hai tấc, cán dao còn rung lên bần bật. Cổ thái hí pháp trong nguyệt lương môn bao gồm cả siết ảo thuật và kịch tạp kỹ. Thường biểu diễn những trò mạo hiểm như phi đao vào bia sóng. Hồng cô nương từ nhỏ đã luyện rất thành thục, dù bị che mắt, phi đao trong tay vẫn không lệch một ly. Thấy con dưỡng già hung dữ ngông cuồng, cô ta bèn tiện tay phi ra một đao, định dọa cho nó nhục chí lùi lại, không dám quấy rầy mình nữa. Ai ngờ, con dưỡng già không chịu buông tha, vẫn nhe nanh trợn mắt, thò tay túm lấy mắt cá chân của hồng cô nương. Vừa túm vừa cào lên cẳng chân trắng như trứng gà bốc của cô ta, làm toạt mấy vết máu. Hồng cô nương chưa bao giờ bị đối xử thô bạo như thế, sát khí liền nổi lên đùng đùng, công môi chửi, cái con dượng già ngang ngược này muốn chết hả? Lại một cây phi đao nữa phóng ra khỏi tay, lưỡi dao sáng loáng găm trúng bụng con dượng già lúc tới tận cán. Con dượng già tuy trúng phải nhát dao chí mạng nhưng mà vẫn rất ngoan cường, không thèm để ý đến thương tích khắp mình, rủ rít đứng thẳng dậy, quơ tay cào mặt hồng cô nương. Hồng Cụ nương không ngờ con dượng già này cà cuốn chết đến đích vẫn còn cai. Lửa giận trong lòng đã bốc lên tận đầu, chỉ muốn mau chóng kết liễu mạng của nó. Bèn thò ta vào túi đựng dao, khổ nổi chẳng còn cái nào. Nhưng mà cô ta vốn tinh thông các loại bẫy rập tiêu khí, khắp người dắt toàn ám khí. Trước mũi dậy, còn có ám kiếm tẩm kịch độc, kiền quyết phong hầu. Chỉ cần hất chân một cái, mũi kiếm dài gần tất sẽ lập tức bắn ra hạ gục đối phương. Cô ta bèn nhầm thẳng vào yết hầu con dưỡng già dạ, đang hùng hổ trồm tới tung chân đá mạnh. Hồng cô nương đã động sát cơ, chỉ chăm chăm một phát lấy mạng con dưỡng già, nên không để ý địa hình trước mặt. Bên trong huyệt động, đá chất ngổn ngang, cô ta vừa nhấc chân liền đã trúng cây xà ngang dưới đất. Chỉ nghe đánh rắc một cái, xương đùi gãy đôi, bản thân cũng đau quá, ngất liệm đi. Cùng lúc đó, băng sơn đạo nhân gà gô đang bị cương thi túm chặt, ngã lăn ra đất, không thể động cửa. Vừa hay nhìn thấy ánh đèn bảo trước ngực hồng cô nương chấp giới, cảnh cô ra phi đao giết dượng sau đó đá trúng cây xà đá gãy chân hôn mê bất tỉnh đều lọt vào mắt của anh ta chỉ thấy con dượng già dường như biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa phát điên phát dại kéo lê đoạn ruột lòi hai mắt dằn đỏ trợn ngược ôm một hòn đá to như cái đấu định đập chết hồng cô nương đang hôn mê bất tỉnh nằm dưới đất Các bạn vừa nghe xong phần 109 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.